Wasp, spider là một loài nhện hình cầu được phân bố khắp Trung Âu, Bắc Phi, Châu Á và quần đảo Azores. Giống như nhiều thành viên khác của chi Asgard, Wasp spider có cái đầu màu bạc sáng và các vệt màu vàng xen kẽ màu đen nổi bật trên bụng cùng với các chân. Màu sắc trên bụng của nhện trông khá giống với một con ong độc, nhưng thật sự loài nhện này là vô hại. Wasp spider răng tơ tạo thành các mạng nhện lớn theo hình xoắn ốc từ ngoài vào trong. Thông thường nó làm việc này vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn. Tổ thường được làm trong các đám cỏ cách mặt đất từ 20 đến 30 cm. Khi một con mồi vô tình bay đến vướng vào mạng nhện, nó sẽ nhanh chóng cuộn tròn và làm cho con mồi bất động bằng tơ. Sau đó, con mồi bị cắn và bị tiêm nọc độc, cộng thêm một lượng enzyme có công dụng giải thể protein. Wasp spider có sự khác biệt khá lớn giữa nhện đực và nhện cái. Nhện đực trung bình có chiều dài cơ thể khoảng 4,5 mm, trong khi nhện cái có chiều dài lên đến 15 mm. Nguyên nhân lý giải cho sự khác biệt này là do nền tảng tiến hóa cũng như liên quan đến hoạt động giao phối, ăn thịt đồng loại của nhện cái sau khi giao phối. Trên mạng lưới nhện có thể dễ dàng nhận thấy các đường dích sắc xuyên qua trung tâm lưới nhện được tạo bởi các dải to màu trắng dày đặc. Một số ý kiến cho rằng dải tơ dích sắc màu trắng này giúp thu hút con mồi vì nó chiếu ra các tia cực tím hoặc làm cho kẻ thù hoảng sợ từ bỏ ý định tấn công tổ. Cộng thêm, cái bụng của nhện có màu sắc trông như một con ong độc, làm cho kẻ thù phải bỏ chạy, hoặc cũng có thể làm cho các loài động vật lớn phát hiện ra mạng tơ nhện và tránh xa. Sinh sản. Vào tháng 7, những con nhện đực bắt đầu giao phối với nhện cái và thường bỏ mạng hoặc một số chân sau khi làm nhiệm vụ. Vì thực tế khá phũ phàng, nhện cái sẽ ăn thịt nhện đực trong khi giao phối hoặc sau khi giao phối. Chính vì lý do này mà các nhện đực sẽ làm tổ gần nhện cái nhưng với khoảng cách an toàn và chờ đợi đến khi nhện cái thay lông. Lúc này, cơ thể nhện cái khá mềm yếu, kể cả cơ hàm. Lợi dụng lúc này, nhện đực nhẹ nhàng tiến lại gần, rồi tiến hành nhiệm vụ táo bạo và vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, may mắn không phải lúc nào cũng đứng về phía nhện đực. Thực tế là đa số nhện đực đều bị ăn thịt khi thực thi nhiệm vụ. Nhện mẹ là một cái kén nâu khoảng 1 tháng sau khi giao phối. Nhện mẹ chết vào mùa đông và các nhện con nở ra vào mùa xuân năm sau. Nhện con mới nở rất nhỏ nhưng đã có tất cả các tính năng như nhện trưởng thành. Bồ nông là loài chim cỡ lớn đặc trưng bởi một cái mỏ dài và cái túi dưới cổ họng được sử dụng để bắt mồi.
Chúng thường xuyên có mặt ở đất liền và các vùng nước ven biển, nơi mà chúng kiếm ăn hàng ngày. Bồ nông là những con chim rất lớn, tuy nhiên đuôi của chúng ngắn và vuông, cộng thêm đôi cánh dài và rộng giúp chúng bay khá tốt. Nó có cổ khá dài cùng với đôi chân to và cứng rắn. Tuy cơ thể to, gồ ghề nhưng nó khá nhẹ do trong xương và dưới da có thể chứa các túi khí được nối với cơ quan hô hấp giúp chúng nổi tốt trên mặt nước. Loài bồ nông nhỏ nhất là bồ nông nâu, có chiều dài cơ thể lên đến 1,06m, nặng 2,75kg, sải cánh lên đến 1,83m. Còn loài bồ nông lớn nhất có cân nặng 15kg, chiều dài cơ thể khoảng 1,83m và chiều dài sải cánh lên đến 3m. Chim trống thông thường có kích thước cơ thể lớn hơn chim mái. Mỏ của bồ nông có thể đạt tới gần 46cm. Phía dưới chiếc mỏ này là một cái túi cổ họng có thể chứa tới hơn 11 lít nước. Chiếc túi này được sử dụng chủ yếu cho việc ăn uống, nhưng nó cũng được sử dụng như một thiết bị làm mát. Vào những ngày oi nóng, chim bồ nông sẽ lắc lư chiếc túi này để làm mát cơ thể. Hiện nay, bồ nông phân bố trên hầu hết tất cả các lục địa ngoại trừ Nam Cực. Chúng chủ yếu sinh sống ở các vùng nước ấm. Chúng bơi tốt với đôi chân khỏe và bàn chân có màng, cộng thêm bộ lông không thấm nước nhờ chất nhờn được lấy từ tuyến tiền liệt. Thức ăn của bồ nông thường là cá, thỉnh thoảng chúng cũng ăn các loài lưỡng cư, rùa, giáp xác, côn trùng, kể cả chim bồ câu và các loài động vật có vú nhỏ. Sau khi bắt được cá, bồ nông giữ con mồi trong cái túi dưới cổ, sau đó trút mỏ xuống cho nước thoát ra ngoài, sau đó mới nuốt con mồi. Thời gian này có thể mất đến 1 phút. Cũng chính trong khoảng thời gian này, bồ nông dễ bị các loài chim khác cướp mất con mồi từ miệng. Bồ nông sinh sống và kiếm ăn theo bầy đàn. Hiện nay trên thế giới còn khoảng 8 loài, trong đó 4 loài có xu hướng là làm tổ trên mặt đất và 4 loài còn lại thì làm tổ trên cây. Sinh sản. Bồ nông là loài chim chung thủy một vợ một chồng trong một mùa sinh sản. Tổ được làm khá đơn giản bởi các chim trống thường sẽ đi tìm và mang các vật liệu làm tổ về. Chim mẹ sẽ đẻ khoảng 2 quả trứng hoặc hơn. Cả chim bố và mẹ cùng nhau ấp trong khoảng thời gian từ 30 tới 36 ngày. Những quả trứng thường có tỷ lệ nở thành công rất cao, lên đến 95%. Nhưng 2 tuần đầu tiên sau khi nở sẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất. Vì sự tranh giành thức ăn nên các chim non thường sẽ chết khá nhiều. Cả hai chim bố mẹ sẽ cùng nhau chăm sóc chim non và cho ăn bằng cách nôn thức ăn ra. Nhưng khi các chim non lớn hơn, nó có thể tự rút đầu vào cổ họng chim bố mẹ để lấy thức ăn. Một hiện tượng khá lạ xảy ra sau khi được cho ăn. Chúng thường có một cơn động kinh và kết thúc bằng việc bất tỉnh. Nguyên nhân vẫn chưa thực sự có lời lý giải rõ ràng. Khoảng 25 ngày tuổi, các chim non tụ tập lại với nhau giống như nhà trẻ, số lượng có thể lên đến 100 con. Khoảng 6 tới 8 tuần tuổi, chúng bắt đầu đi lang thang xung quanh và có thể bơi lội. Từ 10 đến 12 tuần sau khi nở, chúng sẽ có cuộc sống tự lập. Tuổi thọ của chúng khoảng từ 15 đến 25 năm. Mặc dù đã có trường hợp ghi nhận sống lên đến 54 tuổi.